tuyển Argentina ăn mừng chế giễu Brazil trong phòng thay đồ. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh ăn mừng của các cầu thủ Argentina trong phòng thay đồ sau khi đánh bại Croatia với tỷ số 3-0 tại bán kết World Cup 2022. Theo đó, các học trò của huấn luyện viên Lionel Scaloni nhảy múa vui sướng và hát bài tự chế để ăn mừng bàn thắng và không quên chế giễu Brazil. Đó là con người của tôi đến từ Argentina. Brazil, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhóm vô địch thế giới 5 lần đã bị loại, Messi đến Rio và mang cúp trở về. Anh em đội tuyển Argentina luôn cổ vũ cho nhau vì chúng tôi mơ vô địch World Cup. Argentina và Brazil là kình địch ở các giải đấu Nam Mỹ và World Cup. Argentina đã vượt qua Brazil để lên ngôi Copa America 2021 và tiếp tục vào đến chung kết World Cup 2022, trong khi đối thủ đã dừng chân ở tứ kết. Trước trận bán kết, huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo Béo cũng khẳng định ông không muốn nhìn đội bóng của Messi vô địch. Trận đấu này tiếp tục chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Messi. Anh đã ghi một bàn thắng và một kiến tạo. Phát biểu sau trận thắng Croatia, Messi tỏ ra rất tự tin vào cơ hội vô địch World Cup 2022 của Argentina. Argentina phải thi đấu 5 trận chung kết và đều giành chiến thắng. Tôi hy vọng trận chung kết sắp tới cũng như vậy. Đội tuyển Argentina tự tin có thể giành chức vô địch vì chúng tôi hiểu rõ tập thể này có thể làm được những gì